Xin chào tất cả các em, chúng ta cùng quay lại với bài kiểm tra 15 phút lớp 7 Unit 3 nhé. Thì chủ đề Unit 3 của lớp 7 là chúng ta học về kiến thức là Community Service, tức là những cái dịch vụ công cộng, dịch vụ cộng đồng, đúng không? Vậy thì trước khi đến với bài kiểm tra, bao giờ cô giáo tóm lược lại cho các bạn những cái kiến thức trọng tâm. Cô nói là kiến thức trọng tâm nhé. Còn đi thi thì các thầy cô ngoài kiến thức trọng tâm thì vẫn có thể cho những câu nó có thể là chương trình cũ hoặc là những cái kiến thức nâng cao hơn. Thì kiến thức trọng tâm ở đây nếu các bạn nắm chắc thì các bạn đã làm được 70-80% bài thi rồi. Còn tất nhiên là đương nhiên 2-30% là sẽ phụ thuộc vào cái hoặc là cái mức độ tìm tòi hiểu biết và kiên trì như là chăm chỉ của từng bạn nữa nhé. Rồi về kiến thức trọng tâm của Unit 3 đầu tiên chúng ta sẽ thuộc về từ vựng, về Community Service, đúng không? Những cái loại từ vựng. Rồi thứ hai là có chúng ta sẽ phải nắm chắc cơ bản hai thì. Hai thì này thì không phải là mới, lớp 6 chúng ta đã học rồi, nhưng chúng ta cần phân biệt được là khi nào dùng thì nào và sự khác biệt giữa hai thì là gì. Thì quá khứ đơn các bạn nhớ giúp cô là diễn tả một sự vật sự việc đã xảy ra và kết thúc hoàn toàn trong quá khứ, tức là không dính dáng đến hiện tại. Còn thì hiện tại hoàn thành thì nó lại có nhiều cái cách sử dụng hơn, và đặc biệt là thì hiện tại hoàn thành có thể là diễn tả việc vừa mới xảy ra này, việc đã xảy ra nhưng kết quả vẫn ở hiện tại, việc đã xảy ra ở quá khứ kéo dài đến hiện tại và có thể xảy ra ở tương lai, tức là nó vẫn có sự liên hệ, tức là không rõ ràng dẫn dắt về mặt thời gian như quá thời thì quá khứ đơn, được chưa các bạn? Các bạn phân biệt cơ bản cái cách sử dụng cũng như là cái ngữ cảnh sử dụng cái thì đấy nhá. Còn về cấu trúc thì như sau, bao giờ được khi làm bài giảng về thì cô cũng có dạy các bạn, đó là đầu tiên chúng ta biết cách sử dụng rồi, chúng ta phải biết được dấu hiệu nhận biết. Thì nào có ít dấu hiệu nhận biết hơn thì chúng ta nắm chắc thì đó trước, và nếu bài tập thầy cô ra trong cái đấy thì chúng ta hoàn toàn có thể suy luận được. Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn có 4 cái dấu hiệu nhận biết: ago là cách đây, yesterday là ngày hôm qua, last week, last month, last year. Nói chung là có từ last có nghĩa là tuần trước, tháng trước, năm ngoái, và in cái cột mốc thời gian trong quá khứ, được chưa? Còn thì quá khứ đơn thì nó cũng tương tự như thì hiện tại đơn ấy, thì mình sẽ phân biệt với động từ thường và động từ to be. Động từ thường thì chủ ngữ này, câu khẳng định, mình cộng verb ed, tức là với những động từ có quy tắc ấy, ví dụ như là từ watch, after watch và xem tv thì mình thêm ed watch. Còn những cái từ bất quy tắc thì mình sẽ lấy ở cột số 2 của quyển động từ bất quy tắc, thì đó là cột của thì quá khứ đơn. Ví dụ như từ go bạn chuyển thành từ went. Câu phủ định thì chủ ngữ cộng didn't cộng verb. Verb ở đây các bạn lưu ý giúp cô là verb nguyên thể. Thì hiện tại đơn và thì quá khứ đơn, một khi đã có trợ động từ thì động từ luôn luôn chuyển về nguyên thể nhá. Và câu nghi vấn thì đã biết lên trước chủ ngữ và cộng verb nguyên thể, được chưa? Với động từ to be thì là dạng đặc biệt, bạn phải nắm chắc, không thể phân nhầm lẫn giữa động từ to be và động từ thường nhé. Động từ to be câu khẳng định là chủ ngữ cộng words 3 chữ hoặc word 1 chữ. Với những chủ ngữ I hoặc là ngôi thứ ba số ít như he, she, it, chúng ta sẽ dùng words 3 chữ. Còn các chủ ngữ còn lại chúng ta sẽ dùng word 1 chữ. Rồi dấu phủ định thì chúng ta sẽ là chủ ngữ cộng wasn't thêm not luôn và chuyển thành dạng viết tắt và weren't. Nghi vấn đi đầu words với weren't trước chủ ngữ. Hiện tại hoàn thành thì có rất là nhiều dấu hiệu. Ở đây có từ just, từ recently, từ lately là vừa mới, gần đây, từ before là trước đây, already là đã từng, ever trải nghiệm với never, ever là đã từng và already là đã rồi nhá, ever là đã từng và never là chưa từng. Ở đây có hai cái từ các bạn cần phải lưu ý này. For là sẽ cộng một khoảng thời gian, vì thì người ta vẫn cho trắc nghiệm. Xin cộng một mốc thời gian. Thế nào là một khoảng thời gian? Khoảng thời gian ví dụ như là for 2 years, tức là trong vòng 2 năm thì gọi là khoảng thời gian. Nhưng xin yesterday, kể từ ngày hôm qua, kể từ năm 2000 thì là mốc thời gian. Rồi, chúng ta ngoài ra có một số từ là từ yet, từ once, từ twice, từ three times, several times, so far và up to now. Thì cái này chúng ta sẽ phải ghi chép vào vở để chúng ta thành thạo nhé. Rồi, vậy đến với phần bài tập thì bài tập sẽ xoay quanh kiến thức trọng tâm và từ vựng trọng tâm về ngữ pháp nữa, ngữ
phương pháp và từng vùng trọng tâm. Tại vì unit kiểm tra 15 phút mà. Nếu các bạn chắc từng unit thì cô nghĩ là kiểm tra giữa kỳ cực kỳ đơn giản. Và nếu kiểm tra giữa kỳ các bạn đơn giản thì kiểm tra cuối kỳ cũng đơn giản. Nên đó là lý do vì sao mà cô lại cho các bạn rất là nhiều bài tập để các bạn thực hành. Câu số 1, several times. Các bạn nhìn thấy several times chưa? Và từ last summer, đầu tiên chúng ta xác định dấu hiệu này. Several times ở đây là một vài lần. Không xác định rõ ràng trong quá khứ, chúng ta dùng thì hiện tại, hoàn thành. Vậy câu A chúng ta loạn, câu B cũng loạn. Bởi vì chủ ngữ là we, chúng ta phải dùng have. Tiếp theo, last summer là mùa hè năm ngoái, dùng quá khứ với trong câu đi. Câu số 2 có dấu hiệu là so far. So far có nghĩa là cho đến bây giờ, gần đây đấy. Tính đến bây giờ này, thì cô ấy đã hiến máu được 20 lần rồi. 20 times cũng là một dấu hiệu. Quá khứ, hiện tại và tương lai, tức là tính đến bây giờ đã 20 lần, trong tương lai cô ấy vẫn có thể làm. Đây là dấu hiệu của hiện tại hoàn thành. Mà hiện tại hoàn thành chúng ta chỉ có thể chọn được câu B thôi. Rất đơn giản đúng không? Nếu các bạn nắm chắc dấu hiệu. Câu số 3. Rồi dấu hiệu tiếp theo, recently là gần đây. Gần đây là dấu hiệu của hiện tại hoàn thành. Còn nếu bạn muốn biết tại sao nó là dấu hiệu thì bạn lại phải ghi chép vào, ôn tập lại các cái kiến thức trọng tâm của cô. Được chưa? Rồi, vậy chúng ta chuyển lên nhá. Recently là gần đây. Gần đây anh ấy đã có những cái bài thuyết trình cho những du khách nước ngoài, foreign tourists, về traditional food and games, về những cái đồ ăn cũng như là trò chơi truyền thống. Traditional là truyền thống nhá, của tức là đồ ăn và trò chơi truyền thống. Vậy nếu chúng ta biết hiện tại hoàn thành, chúng ta loại được câu A, câu B, chỉ còn câu C, câu D thôi. Chủ ngữ là he, số ít chúng ta sẽ dùng has given. Được chưa? Đơn giản hơn các bạn chưa? Và đây là công thức là rút gọn nhá. Câu số 4, họ đã quyết định clean up là lau chùi, dọn dẹp cái khu vực sống của họ. Neighborhood là khu vực sống. To be full of rubbish là đầy rác. Rồi, họ dọn dẹp, ở đây có từ nối này thì chúng ta phải lắp vào để chúng ta dịch. Sâu là do vậy, chỉ kết quả chưa đúng. Từ bắt là nhưng, chỉ sự tương phản đối lập. Từ although là mặc dù. Mặc dù ở đây chỉ sự nhượng bộ chưa đúng. Và đây chúng ta có một từ phù hợp nhất về nghĩa. Cấu trúc thì các từ như nhau nhé. Ở đây có từ sâu là chúng ta thiếu dấu phẩy ở đằng trước thôi. Còn ở đây từ because là bởi vì họ đã quyết định dọn dẹp cái khu vực sống của họ bởi vì nó đầy rác, từ full of là đầy rác. Câu số 5, have you ever, dấu hiệu là từ ever. Ever là đã từng làm gì? Bạn đã từng đến Sapa chưa? Thì ở đây chúng ta có từ arrive. Arrive cô mở rộng kiến thức. Nếu mà đến một nơi nhỏ là arrive at. Đến một nơi lớn hơn, ví dụ như thành phố, chúng ta sẽ dùng in. Còn nơi nhỏ, ví dụ như là đến một sân bay, đến một cái nơi nào đó, ngôi nhà chẳng hạn. Được chưa? Rồi, vậy ở đây bạn đến Sapa thì sau đây có giới từ to, chúng ta sẽ dùng từ arrived. Từ seen là nhìn, sau đó cũng không có giới từ, và visited cũng thế. Vậy đây câu này chúng ta chọn từ been. Bạn đã bao giờ đến Sapa chưa? Câu số 6 này, chúng tôi đến cái ngôi làng ở vùng sâu vùng xa đấy, remote village, và nấu và cung cấp các bữa ăn. Ở đây chúng ta dùng từ to nhé, cung cấp các bữa ăn cho chúng ta dùng từ to, cung cấp các bữa ăn tới trẻ em, cho trẻ em vô gia cư đấy, homeless children là cái trẻ em vô gia cư. Rồi, vậy ở đây chúng ta có từ came là thì quá khứ nhá. Chúng ta dựa cả về thì và nghĩa. Thì câu B, câu D, câu C chúng ta loại bởi vì đang là hiện tại đơn. Quá khứ thì về sau cũng chia quá khứ trong câu này. Vậy chỉ còn câu A với câu D. Thì make thì chúng ta sẽ không đi với to nữa. Được chưa? Chúng ta có một cái cụm là offer something to somebody là cung cấp cái gì cho ai. Ở đây là cung cấp các, ở đây có từ cook là nấu cái gì cho ai. Thì chúng ta đi với, trong trường hợp như thế chắc, cooked. Rồi, ở đây các bạn sửa lại giúp cô đang ghi nhầm đáp án là từ offer. Đáp án là từ cook, từ offer nếu mà có ed thì đi với to, được chưa? Rồi, các bạn sửa lại câu này giúp cô nhé. Rồi, we came to the remote village, chúng tôi đi đến cái khu ngôi làng ở vùng sâu vùng xa và nấu bữa ăn cho những trẻ em đường phố. Ở đây từ offer cũng dùng được như trường hợp to của cô nói, thế nhưng mà nó lại thiếu ed. Ở đâu cô giáo đang ghi nhầm từ, nhìn nhầm một chút nhá. Các bạn chữa câu này là từ cooked.
Và câu be, câu see chúng ta loại. Thực ra câu be không sai về nghĩa, nhưng nó đang sai về thì nên chúng ta loại câu be, câu see. Được chưa? Rồi, câu số 7 này. You should think of, you should think of. Bạn nên nghĩ về cái gì đó ở trong cộng đồng. Volunteer activities in your community là những cái hoạt động công cộng, những cái hoạt động từ thiện ở trong cộng đồng, đúng không? Vậy ở đây chúng ta có từ take part in, tức là tham gia vào cái gì, được chưa? Là cái cụm tham gia vào các hoạt động, chúng ta hay dùng từ này. Còn từ participate in thì nó lại thiếu từ in rồi. Participating in thiếu giới từ in. Được chưa? Được chưa? Rồi. Câu số 2 này, bài số 2 là put the verbs in brackets in the correct tense form. Hãy xếp những cái chia, ở đây chúng ta sẽ dịch là chia cái động từ trong vòng của dạng đúng. Ở đây là tense là thì các bạn nhé. Thì vẫn là thì, vẫn là về thì, được chưa? Vẫn là bài tập về thì cũng xoay quanh là thì quá khứ đơn với thì quá khứ đơn với cả thì hiện tại hoàn thành thôi. Thì quá khứ đơn với cả thì hiện tại hoàn thành. Thì chúng ta lưu ý giúp cô với cái dạng bài thì như thế này thì chúng ta vẫn xác định dấu hiệu như bình thường. Sau đó chúng ta sẽ lắp vào câu khẳng định, phủ định hay nghi vấn tùy chủ ngữ mà chúng ta chia động từ nhá. Bài số 8 này, going home from school yesterday, dấu hiệu là yesterday, trở về nhà từ trường ngày hôm qua. Tôi đã giúp một cụ già đi qua đường, ở đây chúng ta chia quá khứ bình thường. Từ have nó có quy tắc chúng ta thêm ed. Câu số 9, Link is my close friend, Link là người bạn thân của tôi. Ở đây chúng ta thấy for 5 years, tức là biết ai đó trong 5 năm này. 5 năm rồi đúng không? Quá khứ chúng ta biết, tính đến hiện tại chúng ta vẫn biết, và trong tương lai chúng ta vẫn duy trì mối quan hệ đấy. Thì chúng ta sẽ dùng hiện tại hoàn thành. Chủ ngữ là I, we chúng ta sẽ dùng have. Và từ know là từ bất quy tắc, chúng ta sẽ phải tra cụm 3 nhé. Các bạn nhìn này, thì hiện tại hoàn thành, chủ ngữ câu khẳng định này, cộng have, has là trợ động từ, cộng động từ thêm ed với những từ có quy tắc. Được chưa? Có quy tắc, ví dụ như từ play này này thì quá khứ với hiện tại hoàn thành chia giống nhau. Còn từ go thì lại phải lấy được cụm 3, tức là hiện tại hoàn thành chúng ta sẽ lấy được cụm 3 của quyển động từ bất quy tắc. Thì đây từ know chuyển thành known, được chưa? We have known, chúng tôi đã biết. Câu số 10 là today, thứ ba tuần trước. I go home late thì dấu hiệu quá rõ ràng rồi. Last Tuesday là thứ ba tuần trước, chúng tôi về nhà muộn bởi vì traffic jam và tắc đường nhá. Có một cái vụ tắc đường ở gần trường của tôi. Thì ở đây chúng ta sẽ chia quá khứ từ go chuyển thành went, được chưa? Rồi, ok. Cái phần này thì các bạn chúng ta hãy ôn kỹ cái phần kiến thức trọng tâm mà cô giáo đã nốt lại cho các bạn nhé. Đã nốt lại cho các bạn. Bởi vì là kiểm tra 15 phút thì chúng ta cũng xoay quanh kiến thức trọng tâm. Mà kiểm tra giữa kỳ thì lại xoay quanh kiến thức trọng tâm của từng unit. Nên nếu các bạn chắc từng unit thì giữa kỳ cũng như là cuối kỳ chúng ta sẽ rất là nhẹ nhàng và đơn giản. Nhớ, hy vọng các bạn sẽ có được một kết quả tốt. Xin chào và hẹn gặp.